Chào cả nhà nha. Hello. Hôm nay chị Tina có mời hai vợ chồng mình đi ăn cơm niêu á, cơm niêu Sài Gòn ở 27 Tú Xương đó nha. Mấy người vậy? Ba người. Ba người. Ba người. Ôi không gian đây đẹp quá chị. Mình ngồi trống hơn ngồi ngoài. Ngồi ngoài hả chị? Ngồi ngoài. Đi ngồi ngoài chính. Nó cũng vui. Dạ. Ở đây là cơm niêu Sài Gòn. 27 Tú Xương đó cả nhà. Nó nằm ngay đường Trần Quốc Tảo với Tú Xương, vừa quẹo qua là ngay góc luôn á, là tới quán liền. Mời cả nhà vô. Bên này ha. Cái bàn này hả? Ở đây là menu nè chị, kêu đi chị. Y như cái tranh đó người ta kêu á, canh nấu hoa hoa gì đó, hoa thiên lý, hoa thiên lý xào, hoa thiên lý xào. Thì cái gì nào chị ăn ngon, chị ăn cái nào chị thích ăn chị kêu ấy. Với lại mình đang thấy thịt ba đỏ gì vậy, cái gì á, cái gì kho, cá kho hả, cái gì á. Ở đây chị Tina cũng vợ mình ăn cơm niêu, cái mời vợ mình ăn cơm niêu và uống bia nữa nha. Chắc điện này chắc về bảo quậy mình quá. Lâu lâu cháu uống lần bổ máu. Uống bia bổ máu hả chị? Hay biết đâu. Cái quán cơm niêu này vô đi bao nhiêu lần chưa? Mà sao chị biết nhiều lần, nhiều lần nhiều lần. Chị đi vô nhiều lần. Em lần đầu tiên biết luôn á. Lần này về cũng ăn đây. Em lần đầu tiên vô luôn á. Mà chị ơi ngồi ở ngoài. Nè, cái này là cá kho tộ á chị. Cá kho tộ. Dạ, cá thì có cá bông lau, cá lóc, cá lăng, cá kèo, cá bún trứng, cá xác sọc. Cái gì ngon? Nếu chị thích ăn cá mà có nạc, vừa nạc vừa mỡ thì mình lấy cá bông lau thì nó ngon hơn chị. Còn chị không thích ăn mỡ thì lấy cá lăng. Cá lăng nè. Cá thịt nhiều hơn. Cá lăng nè. Với lại canh... Cái lăng. Canh thì có canh cua rau đay, canh nghêu thì là canh củ qua hát lá, canh sườn non cải chua, canh sả lát xoong thịt bằm. Còn là canh khoai mỡ, thì canh khoai mỡ tôm bằm, thịt bằm. Hoặc là có mấy loại như canh chua rồi, chỉ thích ăn canh chua, là thích ăn canh ngọt hoặc là canh rau. Ngoan ăn xí quách đi. Hoặc là có canh bao tử hầm tiêu. Có rồi hầm bông ở trong không? Dạ. Ở cho bao tử hầm tiêu không? Cái đó không biết à. Ăn ngon không ta? Chưa ăn luôn hả? Cái món đó là sao? Ăn sao? Dạ cái đó như là rau nấu với cái bao tử mình hầm đó. Nấu với tiêu xanh. Dạ, tiêu xanh. Phải làm đại đi mới biết chứ không rồi, làm cho biết. Món canh đó đi với lại cái món kho, kho có rồi hả? Dạ. Với ăn rau xào, rau luộc. Ở thịt bò hoa thiên lý có không? Dạ có. Xào thịt bò? Dạ có luôn rồi. Rồi. Với cơm niêu? Dạ rồi. Dạ có dùng nước chứ không, mình muốn lấy nước mình bia đi. Ba chai bia. Dạ, em có Heineken, Tiger, Sài Gòn, ba đúng gì vậy? Mua gì? Cái gì cũng được. Tiger đi. Dạ rồi. Thôi hai chai Tiger, một lon nước ngọt đi. Dạ. Chị muốn Coca. Coca đi. Dạ. Uống bia chị, uống bia. Tài xế cho uống nước ngọt. Chất màu. Em chị cũng muốn ăn cơm đặc không chị? Ừ, cơm đặc dạ. Đó là cơm niêu đó hả? Dạ là cơm đập là cơm cháy, còn cơm niêu là cơm trắng bình thường hả chị? Có đập cái bóp gì đập á. Dạ, đập rồi lấy biểu diễn cho mình coi á chị. Dạ. Được. Dạ em sẽ đập lại món bằng mình luôn hả chị? Ừ. Dạ bằng mình có một cái cá lăng kho tộ nè, một canh bao tử hầm tiêu nè, một thiên lý xào bò, một hai chai Tiger, một Coca với là một cơm đập với lại hai niêu cơm trắng hả chị? À. Dạ rồi. Dạ có gì thì mình gọi thêm em hả chị? Dạ. Cơm luôn phải có luôn rồi. View đây đẹp. Không biết ngày đập bao nhiêu. Chị đập thủ. Xong rồi phải quét dọn nữa chứ. Ừ. Đập gì? Đập niêu á. Trời đập bỏ luôn hả? Chút nữa đập luôn luôn này nữa nè. Ghê hả? Cái này quán ăn đập lâu rồi chứ không đập niêu nữa. Cái này là chi nhánh Tú Xương, 27 Tú Xương, Võ Thị Sáu, quận 3. Hai chi nhánh hả? Dạ, hai chi nhánh. Ông nhận chị mình ở Sài Gòn, mình không biết quán này luôn á nha. Mà chị Tina biết, mà chị Tina mời mình và dẫn mình đến đây cả nhà.
Thành không biết luôn. Về lần nào cũng ghé đây ha. Này, cái này là mối của chị ở đây luôn hả? Đó là chị... Mà người ta không nhớ chị ơi. Chị nhớ người ta không nhớ chị. Tại ta nhiều khách quá chị ơi. Biết rồi. Không, cái quán này mát quá chị ạ. À. Quán này rất khóc mát, mát luôn nha. Ở ngoài, ừ. Ở ngoài mà. Ngồi đá, ngồi có múa, múa gì em? Múa gì chị? Đập niêu. Đập niêu. Ngồi đem diễn niêu là biểu diễn, biểu đập diễn. Đập bỏ luôn. Biểu đập diễn. Ăn, đập bỏ ta. Cái này kêu đập bể mặt. Đập bể mặt luôn. Ở đây có mấy cái lưu đẹp quá. Bữa nay chị em là ăn cơm đập chứ không phải là cơm niêu. Không mà tính là chị biết quán này cũng hay đó chứ. Tụi em đâu biết đâu. Chị còn tôi biết cái quán cũ hồi người ta mới lập ra ở quận gì á, gần quận 6 á. Mà có cái đường hẻm xe chạy đâu hả chạy lại người ta bán hai bên là hồi mới lập ra nghèo lắm. Rồi cái là cái quán này hả? Không, ở quận gần quận 6 á, quận 5 quận 6 vậy đó. Rồi cái nổi tiếng á, cái lập ra cái này, rồi cái kia làm bự lên nữa. Rồi cái chi nhánh kia là cái bà chủ chết. Bà chủ chết à, bà chủ chết bà đi tới có luôn. Nhiều đó thôi à, nghỉ ghé luôn, chỉ biết có nhiều đó là nghỉ ghé luôn á nhà ăn mà tới bà chủ chết nghỉ ghé luôn. Dạ chuẩn bị sân khấu á nha, đây đó chuẩn bị sân khấu thấy không, cơm niêu Sài Gòn chị. Ủa tưởng đâu cho chị ca bản kìa. Mà xin ca bản đi à, ngồi lên ca bản đập bể cái lu. Rồi để ca bản đập bể cái mặt. Em vô đập bể cái lưu đi. Cái quán này công nhận xung quanh nó khó mà chị, nó không có xây tường hai bên ha. Nó chống lỏng từ vòng qua luôn á chị. Mà nó có quạt mái nè. Ờ. Chị mà làm ở đây là đúng luôn, nãy ngồi trong nhà coi ca nhạc đâu được đâu. Đâu biết đâu. Nãy chị cũng hỏi ở ngoài, chị biết lần nào chị tới ăn cũng ăn ở ngoài à. Hải thốn chị ha. Ừ, không có thức ăn ở trong. Cơm niêu Sài Gòn tặng cho bản nhạc hát đập bể cái lu. Được các em à, chúc quýnh mình đã luôn. Em cái này gì nè em? Cái này cái gì hồi xưa em? Cái này gì chị biết không chị? Em không biết đó. Cái ba đó để chai rượu đồ. Phải không? Đẩy đi lòng vòng đó. Cái này mà để ly à, cái người phục vụ để bưng đẩy đầu ra đó, ừ. Đúng rồi đúng rồi, cho em tưởng nó xa lôi hả, quán đây chắc cũng mắc à, không rẻ à, mắc không à? bình dân đâu mà bốn mấy trăm ngàn thôi mà, bốn hộ mấy trăm ngàn thôi mà, chắc vô quán này ăn lần chắc ghiền bốn nhiêu nữa quá chị. Nó cũng như hai vợ chồng là lợi thì kêu hai món xào, món kho, ngon rồi bán canh. Thứ luôn hay sao? Ừ. Rồi giờ trong cái menu mượn nó cái menu trả lời. Nhiều món mình không biết luôn á chị ha. Ừ. Hồi nãy mình coi menu cũng đâu có biết đâu. Quá trời nhiều món mình biết, món mình không. Bởi vì phục vụ người ta mới đọc cho ra cho mình. Ừ. Tính ra cái quán này cũng lâu lắm luôn á. Nghe cái món bao tử hầm tiêu cũng là lạ. Thấy ê găng rồi đó. Ừ. Rụng răng luôn, có dai không biết có dai không? Cắn cái hạt tiêu nó bóng. Nhiều khi bao tử cá nó mềm nha. Cái này bao tử heo. Bao tử heo, bao tử cá thôi. Bao tử heo. Rồi chắc heo quá. Đặc biệt cái quán này cái ghế toàn là ghế gỗ xưa, gỗ cũ không á nha. Thôi chắc gỗ. Giờ chị mới để ý á. Bây giờ nhà xem em. Không à. Cái dàn ghế này giống như là dàn ghế xưa vậy cả nhà. Quán bị ghế nhà hàng xưa chứ không phải là giờ ghế ở gia đình nha. Ghế kiểu như nhà hàng mà ghế này hồi tính nghĩ ra cái dàn ghế này lâu lắm hay chị ha. À, nhiều cái kiểu như cái đó nó có hai cái đúng rồi không, tính ra cái quán này cũng tính ra cái tuổi quán này chắc cũng làm quán cũng ngang ngang với em. Đồ cổ nhiều quá ha, hay là người ta sưu tập người ta về. Mua ở đâu mua, chắc người ta mua ở đây. Chắc nó sưu tập về chứ làm gì mà mắc tiền lắm anh nha. Những nội cái này là quá đồ cổ luôn cái đó, đồ cổ á. Mà cái gỗ này đặc biệt cái là nó không có bị mối ăn nha. Ừ. Nó hay vậy á, không làm gì hết, vẫn để vậy. Không có gỗ gì á. Gỗ gì đâu á. À, có người ta làm bàn ghế, người ta làm bằng cây me mà bự vậy nè, cái góc bự vậy nè, người ta làm bàn ghế rồi đó. Đó bên kia cũng quay phim nữa kìa. Đó thấy không? Lăn lộn mà. Anh nằm luôn anh ơi. Anh nằm chụp hình mới đẹp.
Quán này rất là cổ xưa, rất là đẹp đó nha. Bởi vì ai vô đây ăn cũng chụp hình với phim hết đó. À, cái đó là cá lăng với... Thế nồi nhỏ quá ha, thấy thường ha. Dạ, thấy thường quá chị. Chị biết cái này cái gì không chị? Cá lăng nãy mình kêu á. Chị kêu cá lăng mà. Em tưởng nó cá hú. Nó mà nó có hú đầu tưởng. Thiên lý sao mà. Với bao tử hành tiêu à. Có nước tương không em? Dạ có. Chị không biết nước mắm hả chị? Thôi, ăn chứ. Mà ăn nước tương luôn. À, nước đếm 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 đếm. À, cho một chén nước tương. Đây ớt trái đây. Trái cây á chị. Cái đó là trái cây á. Hả? Trái cây. Là, chị coi là cái món này hả mình kêu nè chị. Cái món này có bao tử gì chị? Bao tử hành tiêu. Bao tử gì chị? Có bao tử gì? Bao tử heo á. Bao tử heo. Tử heo. Ngoài bao tử heo đâu còn gì nữa hả? Canh, canh. Có rau hả chị ha? Ừ, có rau cải nè, cải rau, ngọt. Rau gì ha? Cái ngọt. Cái ngọt hả? Ủa cái này ăn với cá kho hả? Dưa giá à. Thịt bò. Cái đó bò. Cái bò, cái bò tử. Cái này thịt bò xào bông. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chưa có cơm. Ở đây chơi thử cái miếng bò tử có nó dạ, dài hả? Dạ, thử rồi. Hay 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 em mời cả nhà thử đi. Rồi, mời cả nhà. Mời tất cả dùng bao, canh bao tử, tiêu xanh với ra cải ngọt. Cái này ngọt. Là cải gì? Không. Cải gì? Mồng tơi. Ờ, mồng cải mồng tơi. À, chị không có rành gì rau. Rành gì rau mà mình cũng không rành nữa chị. Bà tử nó mềm mềm mà không có hôi. Phải không? Không có hôi mà mềm. À, nấu với mồng giòn tơi. Nữa, giòn hả chị? Ừ. À, bây giờ cơm ra kìa. Trời ơi, ngồi có khi nào đập miếng bị miễn nó bay vô... vô mỏ ác người này người kia không ta? Không, tôi có tay nghề hết rồi. Cái này là bây giờ mình có trang không? Chi hả? Đó đập dắn vô miệng. Bà mẻ răng. Thử miếng bông điên điển đi. À không phải bông điên điển, bông thiên lý. Bông thiên lý. Bây giờ bà chị cứ tìm cách cho cha bảo vệ đi chứ. Bông thiên lý xào thịt bò. Quá ngon. Dòm sơ sơ vậy mà đợi cơm ra mà đợi không nổi. Đợi không kịp. Sao cảm giác sao chị? Ngon, giòn, ngọt, ngon. Dễ ăn không? Dễ ăn. Mời cả nhà ăn bông thiên lý nha. Ở bên Mỹ không có cái món này đâu. Giòn quá. Cá kho là có cho kèm theo cải chua. Dưa giá. Biết món này không chị? Biết, cái này ăn Tết rồi, à. Ăn với thịt kho nè. Dạ. Lai rai, cái đó kêu lai rai. Chị ăn này đi chị. Hấp từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Ngu mà uống canh cho nó nò. Vô, 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 vô. Dạ, em chịu vô cái gì. Quán này là cho mình ăn đồ ăn trước ăn cơm sau hay gì á chị? Đúng rồi. Hình như người ta đập bể hết trơn thấu rồi nên phải chờ mua thấu hả chị? Mua thấu mới ra tới giờ quá quán giờ vô đông quá hả chị ha? Ừ. Cũng có nhiều người Mỹ trắng người nước ngoài á nó tấm tắc không mình biết đỡ quốc gia nào. Đập bể lục bỏ luôn. À, bắt đầu hướng nè anh. À, bắt đầu anh giờ thải hướng anh ơi. Ồ, để cho khách đi hoàng quà để cho khách đi qua vậy. Oh, wow. Đẹp quá. Đập thải sao quá chị ha. À, ăn với là muối mè, mỡ hành muối mè. Mỡ hành nữa. Mè đen á. À. Thật ra là mình dùng liền cho cơm nó còn giòn. Rồi. Khỏi nói câu đó. Bay vô đốp liền. Ui là. Ồ. Cứ
cũng tự tự như cơm trái mà ngon. Cái này mỡ hành. Có mỡ hành nhiều nữa. Tí tiêu hả chị? Không phải mè, mè. Ủa mè đen hả? Mè đen nè. Mời chị ăn đi chị. Không, cái đó không có đọc. Cái đó là thố. Đọc luôn đi. Em mời chị hả chị? Mời em. Dạ, mời cả nhà. Mời tất cả. Mời thơm á. Cơm niêu, cơm trái. Ờ, giống cơm trái thì anh mặt ngoài cháy, mặt trong người cơm. Cơm trái. Thơm á. Giòn. Chị tưởng cái cá rồi chị. Cá lăng, cá lăng thơm. Cá lăng. Cá bò à? Cá bò. Rồi cơm ngon quá. Cá lăng ngon. Bữa nào chị về nước á, dạ. Chị làm bộ chị nấu cái món này con nấu chục lần rồi không ra. Làm bộ nấu được không? Không không. Làm bộ nấu không được rồi. Đúng là chị không có nấu món Việt Nam được á hả chị? Không. À. Không biết. Không có nấu luôn hả? Đoạn Mỹ nấu được. Nhưng mà món này chắc làm bộ chắc chị nấu không được đâu. Không, cái nước màu á khó làm. Không khó bỏ nước mắm đâu, khó trắng trắng đâu chắc làm được. Nó mà trắng trắng không có màu màu á, nó giờ không có đẹp, không có ngon. Biết rồi. Dạ. Ngon quá à. Ngon. Ủa nhà này cái này hầu như là em biết là mỗi một người một thố thôi. À đúng rồi. Thố, đúng rồi. Là hai người thố, còn thố này làm gì? Chút chia đôi. Cái này hai thố. Bây giờ hai người xử tương thố này coi trong đây cơm sao luôn. Đúng không? Nó rất cơm dẻo. Ờ đi thử luôn, hai chị em thử luôn đi. Mà ở dưới có cơm trái. Đó, ừ, có cơm trái không? Có. Cơm dẻo, đây là cơm dẻo. Cơm sao nấu hay ghê ha. Dạ hay. Đây. Cơm dẻo quá chị. Có chút xíu à. Trời dẻo quá. Rồi em bới cho chị luôn đi. Sáng để chị thích ăn cơm này. Để thủ tiêu này hả? Dạ. Thủ tiêu luôn hả? Không, để chưa cho. Không không chị ăn đi chị. Em còn thuốc này nữa nè. Cái dân chưa thủ tiêu không ăn cơm này được đâu. Nghe hả? Hai chị em ăn bò, ăn cá, ăn canh rồi nghe, để ngồi là còn dư đấm luôn á. Canh ngon. Ngon hả chị? Đỏ, đó bên kia đập kìa. Đập kìa. Em thích cái uống thải á. Có khi nào mà rớt là em cũng tính nói vậy đó. Bị trừ lương không ta? Không, cái này chắc cũng tay nghề cao rồi chị ơi. Không, mình vô mình xin chết mình thôi, mình quăng nữa rồi. Cái đó cũng như tay nghề cao rồi chị ha. Cao không? Cao rồi mấy vậy á chị ơi. Quăng trả chị miếng cơm em. Vui, thèm ăn này vui lắm. Hôm cơm này dẻo ngon quá chị. Là... chút mình xin người ta cái này, đôi này về nhà mình xài người ta cho. Đúng không? Để em mua cho chị. Không, chị đâu có xài cái đó. Mà đem về bển. À 7 giờ. Chú cũng như chị em mình dùng chút rồi. Ờ ăn đi, ăn ngồi coi biểu diễn chút chưa. Cơm dẻo quá ha chị. Ừ, gạo ngon. À. Ngon. Quá dẻo. À, có 2-3 khứa lận chứ không phải 1 khứa. Mời chồng đi chồng. Đón chồng. Nhiều nước miếng cho ta. Hai chị em ngồi ăn một cục quê mình nữa cái nhà. Ngon. Cái dòng mà quay phim thì đói lắm vậy.
cơm này ngon hả chị ha? Ừ. Ngon. Không biết gạo gì mà nó dẻo kìa. Dạ, dẻo quá dẻo. Ăn canh nè em. Dạ. Chị chắc hơi no rồi. Ôi, còn nhớn chị ơi. Dạ, chị ăn ít lắm. Thịt bò đồ, rau đồ, chị ăn rau đi, đừng ăn cơm nhiều. Mà nó lỡ nó dẻo dẻo, nó ngon ngon nữa, còn cái này dạ. Giòn giòn. Dạ. Ừ, cái này chắc ăn với kho quẹt ngon ha. Đúng rồi. Không, chai đá vô nó ngon. Đá với kho. Ngon lắm chồng ơi. À. Em quay cho chồng vô ăn miếng thì ngon. Ừ, em chỉ đi ăn đi. Chị gần xong mà. À, chị ăn canh còn nhiều nhiều vô đi. Ăn canh với thịt bò nhiều nhiều vô đi. Ăn thoải mái mới ngon chị ơi. Đứa nào mắc cỡ đứa đó lẩu. Đúng rồi, thoải mái mới được. Hôm nay chị với Hè vô quán cơm niêu chị với Hè sao mà chị với Hè yếu quá bạn ơi. Tại đó là dễ hẹn mới vô quán sang. Giờ vô quán sang khớp. Không, cá đó kho cũng ngon hả chị ha? À, xới rồi chị. Thôi để chị xới được rồi, không sao đâu. Được rồi, cứ làm đi. Con cơm này ngon quá. Ngon hả chị? Cá nó không có xương. Nó chỉ có một cái cục xương giữa vợ thôi. Chính giữa xương sống á. Dạ. Người Tàn là nghe bể chén, vẫn là vợ chồng quýnh lộn. Ủa vậy là cái này cơm thải hả chị ha? Ừ. Em cho em về đó em xin thải thử coi. Chị Linh hả? Để em xin thải cái gì nè. Thôi, tao không cho đâu. Cho, chị thấy cho. Đỡ chứ thấy vô đầu. Khách ngồi ăn á, cái đó phải có bảo hiểm rồi. Có bảo hiểm hả? Bên Mỹ người ta kiện chết. Em thấy khoái rồi đó, cái vụ này em khoái rồi. Chị ăn này chị. Có thì đừng bờ rồi anh. Ai? Ai em? Cái này là bao tử nấu với mồng tơi với tiêu xanh với gừng. À, tiêu xanh với gừng ngọt lắm, ngon ngon. Chị thích cơm trái không? Cơm trái vậy chị? Ngon. Khỏi ăn cơm trắng. Từ từ chị quất cái hết ăn coi. Không. Ngon quá. Ngon quá dễ hả? Ngon quá dễ. Cái rồi quay cái hồ cá của người ta không? Hồ cá có hồ cá. Có hồ cá, đẳng có gì có hồ cá thôi. Ừ. Rồi hai chị mình kết thúc đi. Ta, ok. Ta hát nhạc rồi. Tới giờ người ta biểu diễn hả chị? Ok, ok. Và nói xong với chị Gina kết thúc bằng tiếng. Vợ chồng em cảm ơn chị Tina đã cũng như là dẫn vợ chồng em vô quán cơm niêu này ăn á chị. Quá ngon luôn chị. Ở đó giờ quán nhà này mới đi vô đây lần đầu tiên á chị. Hai chồng cảm ơn chị nhiều. Không có chi. Thôi clip mình ở đây kết thúc. Cả nhà nhớ cho quán vỉa hè một share, một like và một đăng ký để quán vỉa hè có động lực làm những clip tiếp theo. Thank you for you spend some time and follow through this clip. I'll leaving soon, back going back home, but I'll return to Vietnam again. I will be see you again. Take care. Bye bye. Bye bye.